Rồi cô sẽ hướng dẫn các bạn mấy cái anh này. Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một là sản phẩm, là xem, thêm, sửa, xóa sản phẩm. Chưa? Bước 1 là các bạn, bước 1 là các bạn muốn làm, cô sẽ tạo các bạn là làm tùy các bạn nha, có thể làm trên một cái screen, một cái màn hình hoặc làm nhiều cái màn hình. Tùy mình ha. Đó, ví dụ như các bạn là làm cái form nhập riêng, xong cái danh sách, cái clip view riêng cũng được. Cái này là phần quản trị nhá, xem thêm chuyển sửa xóa là phần này là phần quản trị ha. Đó. Thì các bạn một là các bạn sẽ tạo một cái screen sản phẩm. Đó, hoặc là các bạn tạo 3 screen hoặc là 2 screen. Hoặc là các bạn tạo 2 hoặc 3 screen. Tại sao lại tạo 2 hoặc 3? Thì một cái screen đầu á, một cái màn hình là một clip view. Flat lead. Đúng không? Một cái là insert, đúng không? Form insert, một cái là update. Thì thường cái form insert và update các bạn có thể để chung được. Cái delete thì không cần. Delete thì các bạn click chuột vào đấy nó hỏi delete hay không luôn, đúng không ạ? Đấy. Thì cái này là các bạn làm cái form insert hoặc update á, là các bạn để chung được. Các bạn có thể truyền nó một cái tham số, nếu là không thì insert, một thì update chẳng hạn. Hiểu không ạ? Nếu mà insert thì các bạn là các cái fill cái dòng của nó là các bạn để là gì ạ? Trống. Còn update là các bạn phải fill cái dữ liệu vào đó, đúng không? Hiểu không? Ok. Thì bây giờ có hai cách như này, các bạn chọn cách nào nào? Cách 1 hay là cách 2? Các bạn thích demo cách nào? 1 hay 2? Cách 2 nhá. Cách 2 thì đầu tiên là cô sẽ tạo một cái flat list trước. Cái flat list trước. Và cô có một cái button là insert, đúng không? Giống như các bạn làm cái screen cái có cái dấu cộng phía dưới á, là insert phía dưới, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ demo các bạn có cái button insert chưa? Rồi. Thì bây giờ cô sẽ tạo một cái screen ở trong cái này luôn để các bạn đỡ phải cài đặt nè. Cô tắt bớt một cái này đi khỏi nó nhiều quá. Cái màn hình cái này cô để là sản phẩm, đúng không ạ? New file nè, là product. List. Product list ha, danh sách product.js. Đúng không ạ? Xong rồi cô sẽ tạo một cái screen là product detail. Là trong đó nó gồm cả insert và update luôn. Đúng không ạ? Chi tiết trong đấy là các bạn có thể insert update luôn. Yes. Hai anh này. Đấy. Thì bây giờ cô sẽ tạo cái product list trước nhá. Thì bây giờ React Native Function Export Style. Được chưa? Ủa sao nó load lâu dữ vậy? Đó, ok. Đấy, thì nó sẽ tạo các bạn là cái này. Product list, export, product list. Rồi, ok, tiếp tục cái này nhá. Thì ở đây các bạn để cái flat list đúng không? Và các bạn lấy cái dữ liệu ra. Ok chưa? Thì dữ liệu cô chỉ insert khi các bạn lấy ra thì tạm thời là nó đang là rỗng. Đúng không? Thì cô... Đây cái này bữa trước cô demo rồi thì cô copy ra cho nó nhanh nha. Lấy tạm cái... Đây Firebase nè. Từ từ nha, Firebase nè. Đây, cô copy Firebase. Cái câu lệnh này đúng chưa? Ok. Để các bạn hiểu là các bạn cần cái gì luôn á, product list nè. Copy Firebase vô nè. Ok chưa? Là các bạn đang tương tác cô làm trực tiếp với Firebase luôn. Cái thứ hai nè. Cái này thì nữa cô nói sau. Còn cái này cũng nói sau. Đây, cái flat list hiện tại là cô đang dùng cái flat list này thì cô cũng copy luôn nè. Ok. Rồi. Cái data nè. Cô để cái data nè, cô lấy sẵn cái data này các bạn để các bạn demo thôi nhá, demo thôi.
để nó chạy ra cái flat list các bạn nhìn sau thì nó cô sẽ không có lấy dữ liệu từ đây mà cô sẽ lấy từ file bay xuống. Ok, rồi tiếp nha. À, cô để một cái flat list thôi. Đây, flat list view, khỏi gõ nha. View flat list đây nha. Đây, thì các bạn dùng flat list của anh này thì nó đã import đây rồi, cho nên là cô không import cái này nữa, được chưa? Đấy, rồi bây giờ ta mới dùng CSS nào. Thứ nhất là cô dùng CSS của cái thằng gì, từ từ nha. View item, cô sẽ copy thứ nhất là cái container trước nè. Ok, style, cô copy container trước nè, sau đến cái item đây nè. Cái style của cô đâu, cái này không có style hả? Rồi cô lấy lại cái style của anh này, sau ở đây có cái style, chờ xíu ha. Cái này là cái view item, đây text nè, image render view, đây là anh này, view item. Đây, cô copy anh này, cô lấy theo chiều dọc đi, giống nhau đúng không? Ok, copy anh này đi, cô lấy theo chiều dọc, cô sửa sau nhé. Đấy, cái anh này cô không để horizontal mà cô để theo chiều dọc đúng không? Là bỏ anh này là được, để nó hiển thị theo chiều dọc là tôi để anh này. Còn cái view này của cô đâu? Cái view nào? Đây, view item. Đây, đây, ok, horizontal. Đây của cô có viết cái function này. Cô để cái function này ở đây. Đây, format nè. Thằng này là JavaScript đi. Ok, từ từ nha, các bạn nhìn nhé. Đây nè, cái này view item nè, là anh này. View item là anh này. Thì ở đây cô đang dùng vậy item 2, cho nên cô xóa cái chữ số 2 đi, nó thành view item nè. Ok, cái này thì không phải horizontal mà cô để vertical. Ok, vertical cho nó chiều dọc nha. Đấy, thì ở đây thì cô đang dùng cái flat list, cái dữ liệu là data, được chưa? Data thì tạm thời các bạn để cái data ở đây để các bạn chạy này, thấy chưa? Tạm thời như vậy, để tí nữa cô sẽ xử lý tiếp. Rồi bây giờ này, cô sẽ tạo các bạn một cái navigation để các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn nào, thì hiện tại như thế này nè, các bạn chạy một trang này thì không cần navigation, đúng không? Nhưng mà khi các bạn có cái block detail, tức là có hai trang trở lên, là các bạn bắt buộc phải có navigation, được chưa? Thì nếu như trong một cái project, nha, tổ chức navigation, thì các bạn thấy là cô có cái main stack của cô sẽ có cái bottom. Cái bottom là cái đứng dưới ha, bottom và các cái trang con, các trang con đúng không? Nếu cô dùng cái anh này, nghe nhá, nếu cô dùng cái anh này thì cô có thể cho anh này chạy trước, đồng ý không? Cho anh này chạy trước, ok chưa? Còn nếu như cô không dùng cái anh này mà cô thì cô sẽ tạo ra một anh khác, được chưa? Bây giờ nếu các bạn có muốn cô ghép vào trong cái bottom này luôn không? Cô ghép vào bottom, các bạn nhìn nhá, đồng ý không? Ok, bây giờ giả sử như cô ghép vào bottom này thì hiện tại là như này nè. Cô sẽ nói đến cái luồng logic cho bạn coi nhá. Đầu tiên là cô sẽ chạy cái main, chạy cái app. Trong cái app này cô sẽ gọi cái authent provider, thì nó chạy cái main. Trong cái main, nhìn nhá, trong cái main này nếu chưa login thì nó chạy cái authent, còn nếu mà login rồi nó sẽ chạy cái main stack, được chưa? Ok, thì trong cái main stack này nè thì nó mới chứa cái bottom. Vậy thì bottom các bạn muốn chèn thêm thì các bạn chỉ cần copy anh này thả vào đây là xong, được chưa? Rồi, trong cái bottom tab này,
cái bottom tab này, thì cô sẽ có một cái là trang home, và một cái khác cô sẽ không để cái trang home, mà cô để cái trang là gì đấy ạ? Trang này là cô để là gì đấy ạ? Product, đúng không? Product, đồng ý không? Ok, cô sẽ để cái đây là để cái product list. Thì cô sẽ phải import cái product list vào đây, chưa? Đây nè, product list, ok chưa? Đấy, cô import vào đây. Thì để cô click chuột vào cái này, nó sẽ nhảy sang cái product list, và nó chạy đầu tiên là nó sẽ chạy cái home. Nếu bạn nào mà muốn nó chạy product đầu tiên thì các bạn sẽ copy cái anh này, được không? Được chưa? Ok chưa? Đó, bạn nào mà muốn chạy anh này đầu tiên thì được copy cái anh này đẩy lên đấy. Initial là chạy anh này, đồng ý không? Ok chưa? Cái bottom nhá. Rồi cái hình tôi không quan trọng nhá. Cô chỉ biết là cô chỉ chạy cái này nó sẽ ra product. Rồi bây giờ cô chạy thử cái này các bạn coi nhá. NPX. Nãy giờ quên chạy, chạy trước đi cho nó đỡ mất thời gian. Đó, thì bây giờ như này. Vậy thì ở đây tôi import anh này rồi, nhưng mà trong cái main stack thì sao? Main stack các bạn muốn chạy được nó, các bạn phải khai báo vào đây. Vậy cô sẽ khai báo tiếp anh này. Copy anh này vô nha, đúng không? Cái này cô sẽ để là product gì ạ? Lead, đúng không? Copy này nè. Đó, component. Okay. Được chưa? Đồng ý không? Được chưa? Và các bạn muốn gọi luôn product đi theo thì sao ạ? Gọi tiếp nó, chèn vào đây thôi. Nhưng ta không để trong bottom. Tại vì bottom tôi chỉ gọi tới anh nào tôi mới click anh đấy thôi. Còn quan trọng nhất là cái stack này nè. Stack này là cái chỗ mà các bạn khai báo tất cả những cái screen trong này. Hiểu không ạ? Muốn dùng skin nào phải khai báo screen đấy. Là nó nằm ở stack. Đồng ý chưa? Đấy là anh này. Phải khai báo vào đây. Còn nếu các bạn muốn chạy riêng thì các bạn khai báo riêng hẳn một cái stack riêng. Hiểu không ạ? Lưu ý nhá. Nó phải stack này không phải là toàn bộ đâu, nó phải có một cái container nữa cho các bạn, phải thành main này này. Nó phải có một container. Một cái app nó sẽ có một container. Trong container này sẽ chứa stack. Trong stack này sẽ có chứa rất nhiều cái screen. Thì các bạn chạy chạy stack này thì không chạy stack kia. Nhớ nhá. Lưu ý nhá. Và phải có container. Phải lưu ý phải có container. Ok chưa? Thì các bạn thấy là trong cái container này của cô nè, nếu thỏa điều kiện nó chạy stack này, không thỏa điều kiện nó chạy stack kia. Được chưa? Trong stack này các bạn mới chứa các screen. Thấy chưa? Đấy, nó mới chứa các screen. Thì screen phải khai báo ở đây. Ok chưa? Tất cả screen trong cái hàm chính các bạn mà dùng các bạn đều phải khai báo trong này. Ok, cô coi chạy từ đâu. Chờ xíu. Ok. Rồi. Alright. Enter, các bạn có thể nó chậm chậm nó enter cho nó chạy cho nhanh. Thấy không? Nhưng mà nó thật không cô, thật chứ lớn. Thấy chưa? Chạy nhá. Rồi lỗi cannot find variable width. À thôi. Kệ nó, lỗi này thì fix là nó ấy à, đây. Tại vì cô khai báo ở trong cái product. Cô có cái width này nè. Cái width này nè. Mà cô chưa dùng nó, cô chưa khai báo nó thì cô khai báo nó vào đây. Quên chưa copy cái width nha các bạn nào, thấy không? Đấy là lấy kích thước màn hình á. Ok. Đó, hết lỗi nha. Dimension. Chưa import cái dimension. Đấy, lỗi nào mình chỉnh ở đây thôi, nhẹp mà. Rồi, ok.
nó chạy cái này trước đúng không? Bây giờ các bạn lock screen cái nó vô con nè, nó chạy cái product trước rồi, lỗi ha, coi lỗi gì nha. Hả? À, image đấy, nó vậy đó. Còn gì nữa không? Không có hết rồi đúng không? Style có rồi, style có rồi. Và từ enter này xuống nè, nhìn các bạn nhìn cho dễ. Hả? Không vào được gì? Lock screen à? Thấy chưa? Ở đây các bạn thấy là có đúng là có 4 cái đúng không? Nó ra 4 cái nè. Tên hình ta lấy đúng chưa nha? Product image xem đúng chưa nha? À. Style IMG view chưa có nè. Đúng không? À. Đấy, anh này chưa có, thành ra nó không có chạy ra hình. Ok. Đấy, không sao hết. Đó, có chưa? Ra đúng không? Xong flat list ha. Bây giờ cô thêm một vài cái icon nữa. Nếu bạn nào mà thêm muốn thêm icon, ví dụ các bạn thêm hoặc là cái link á, các bạn muốn thêm là delete update đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ thêm một cái button. Tí nữa có dữ liệu á thì cô sẽ đổi cái dữ liệu này, cô lấy từ file bay xuống nào. Sẽ không lấy cái này nữa. Bây giờ cô sẽ thêm một cái button ở phía trên hoặc ở phía dưới tùy các bạn. Cô thêm là insert, đồng ý không? Ok. Đây, cô thêm một cái button nhé. Đây các bạn nè, Tookable nè, Tookable Opacity nè. Cô thêm một cái phía trên đi ha, phía trên flat list đi ha. Format. Ok, cái này các bạn cũng phải import nè. Rồi còn gì import nữa các bạn? Text có chưa? Text có rồi. Ok. Cái này cô thấy là insert. Ok. Thêm mới. Rồi style là button container có chưa? Cô copy, thực ra các bạn copy hết cũng nó không có lỗi đâu. Tôi muốn làm từ từ các bạn nhìn thôi, các bạn copy hết nó không bị lỗi. Tại vì không dùng thôi, cái anh này CSS nó không dùng nó không lỗi à. Rồi còn gì nữa không? Có gì cần gì nữa nhá. Button nào, rồi button text này các bạn. Đúng chưa? Gì vậy trời? Rồi, lưu lại nè. Chạy xem nó ra cái gì. Cannot find variable fsave chưa có đúng không? Fsave là anh này. Các bạn có thể tạo ra một cái fsave ở đây. Constant fsave bằng chưa là hết nha. Ok, đấy, insert được chưa? Thì bây giờ cô bấm insert này, nó sẽ trang detail. Bây giờ trước tiên là cô sẽ tạo cái trang detail trước, đồng ý không? Cô sẽ tạo trang detail trước, tức là trang bây giờ cô sẽ cái nút cái button này nè, cái form này nó sẽ nhận diện ra khi nào là insert, khi nào là update, đúng không ạ? À, thì bây giờ cô sẽ tạo cái trang này trước nha. Cái trang này thì cũng vậy thôi, React Native Functional Style. Đó, lưu nó lại. Rồi các bạn phải để nó vào main stack nha các bạn. Đó, các bạn copy anh này vô cho cô. Được chưa? Copy anh này. Cái này là các bạn để là product detail. Chưa? Detail được chưa? Ok. Các bạn phải khai báo vào đây, cái đấy là điều chắc chắn nhá. Rồi, sau này các bạn gọi thì gọi dựa vào cái tên này nè, cái name của screen name này nè. Không gọi nhưng mà thường đặt giống nhau để các bạn không bị nhầm lẫn. Đúng không ạ? Mình sẽ gọi bằng cái name này. Mình gọi tụi nó thông qua anh này ha.
Rồi. Trong cái detail này nhá, cô lại copy nữa. Nhìn nhá, cô thử lấy cái form này các bạn. Trong cái view, cô sẽ lấy cái view của cái form này nè. Đến đây thôi, được chưa? Save. Làm cho nó nhanh, coi như là giao diện các bạn có rồi á. Đây đi theo cái view nè. Format, ok chưa? Cái view. Rồi, lấy luôn cái CSS nha các bạn. Size sheet, style sheet. Lấy hết đi, không như khi nãy nó bị lỗi. Được chưa? Lấy hết cái nào không dùng thì thôi. Rồi, cái tip thiếu cái width kia hay nè các bạn. À, đây. Ok. Đó. Thiếu một số cái khai báo nè. Khai báo này được cái là cũng không dùng cũng không sao, mà dùng là phải khai báo. Ok. Đưa xuống cho có image không dùng đúng không? Ha. Lưu lại. Rồi. Lỗi không? Ha, không sao. Rồi, bây giờ các bạn chạy nha, cô click vào insert, nó sẽ nhảy sang anh này. Bây giờ trong cái button insert các bạn thêm cái gì cho cô nè? Return cái gì? Truyền vào cái gì các bạn? Truyền cái này là các bạn truyền vào gì? Navi gây chờ. Navi gây chờ đúng không? Ở đây các bạn return cái gì đấy ạ? Nhảy sang luôn thì các bạn là navigate. Rồi ở đây các bạn đưa cái gì ạ? Đưa cái tên cái screen vào. Tên screen là phải anh này nè, đúng không? Đưa vào đây. Ok chưa? Rồi chạy thử nhá. Insert. Khoan. Navigation hả? Từ. Sun hay là tờ? Sun á. Sun với tờ. Rồi, không văng ra. Lỗi gì? Đọc lỗi đây nó dễ hơn. Cannot file biến pro. Biến pro. Ok. Biến pro là mấy cái biến này. Thực ra cái này nè là tạm thời comment nó đi. Trời ơi. Comment hết nó đi. Từ. Trời ơi trời. Value. Bỏ hết nó đi. Khoan, cô bỏ hết nó đi nha. Cô khỏi lỗi. Cô lấy cái giao diện trước thôi. Coi như không có gì á. Hết chưa? Hết rồi, enter. Lưu. Rồi, ok. Nó chạy lại từ đầu đó. Ok chưa? Các bạn thấy không? Cô focus vào anh này trước là nó chạy vào anh này trước. Thấy chưa? Mình thường là để home. Insert. Đừng nói là văng lỗi nha. Component nào chưa thấy? F-save. À. Ui giời ơi, ông này ông sử dụng cũng F-save. Constant F-save bằng y chóc như vậy không có gì hết ha. Đấy. Rồi, hết lỗi. Chưa có gì thôi. Insert, cô chỉ view rồi, ok. Xong chưa? Rồi, bây giờ mình xem thêm vào. Bây giờ bắt đầu mình thêm vào Firebase nhá. Bây giờ cô sẽ insert dữ liệu vào Firebase. Thì cái này mới quan trọng nè. Bắt đầu các bạn nghe kỹ cái này cho cô. Kỹ cái này cho cô. Thứ nhất là các bạn phải lấy được value từ trong này. Được chưa? Các bạn lấy ba cái giá trị này. Các bạn bỏ vào cái biến. Cái này sẽ là cái state đúng không? Thì cái biến này thì các bạn sau đấy các bạn mới add ba cái này vào Firebase. Đồng ý chưa? Cái phương thức Firebase thì nó có cái gì?
Đây, thứ nhất là ở trong Facebook các bạn có các cái hàm như sau. Hàm thứ nhất là các bạn để lấy dữ liệu nha, get dữ liệu nè, get dữ liệu nè. Nó có hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm chấm on. Hàm này là real time, đúng không? Hàm thứ hai là hàm chấm answer. Hàm này là one time. Cái này là bữa trước nói rồi, được không? Thì ta sẽ dùng chấm on chứ ta không dùng chấm answer, đúng không ạ? Để nó real time. Rồi, con cập nhật nhé các bạn. Insert dữ liệu nè. Thì nó có cái gì? Một là hàm set. Nếu các bạn sử dụng cái hàm set, chấm set này nè, phương thức chấm set này nè, thì cái này nó sẽ, nó có, nếu mà cái ID mà trùng, ID không trùng, ID không trùng, tức là nó chưa có, chưa tồn tại, chưa tồn tại, tồn tại trong database, trong DB, trong Firebase, thì nó sẽ là insert. Còn nếu là cái ID này đã tồn tại thì nó lại trở thành update. Hiểu không? À, cái hàm này nó ngặt vậy. Cái hàm thứ hai là push. Thì cái ID nó tự sinh, nó insert cái mới và ID nó tự sinh, đúng không? Và ID tự sinh là cái định dạng ID tự sinh là như này. Trong Facebook put mà mình dùng put nó tiện hơn. Đây, ID tự sinh là ID này, ở sinh tự động. Còn ID này là ID cũ add vào, đúng không? Còn ID này là ID sinh tự động, mình lấy được, mình can thiệp được nhá, làm được. Thì thông thường ta sẽ dùng push để các bạn khỏi quan tâm cái ID kia, đúng không? Nó dễ hơn, ta dùng cái put nha. Ok chưa? Rồi update thì ta có gì đấy hả? Hàm set đúng không? Nó phải là, phải có sẵn ID đúng không? Có ID. Còn delete thì sao ạ? À, remove thì cũng phải có ID. Thì đương nhiên tất cả mọi cái liên quan đến database thì update hay là remove thì nó, delete thì nó đều phải có ID để tôi biết rằng tôi đang update cái gì, cái dòng nào, đúng không? Tôi đang remove cái dòng nào bắt buộc phải có ID. Nhưng mà anh này có một cái là insert thì nó lại có cái hàm này, nó cho phép insert luôn. Nó hơi khác một xíu chỗ này. Và có cái push. Còn get dữ liệu nó có cái này, thế thôi. Đấy. Nói nôm na database real time là chỉ có từng đó các bạn. Hiểu không? Với là cái query á, một cái ở trong cái dữ liệu trong cái real time, nó có ở trong Facebook, nó có cái query là các bạn có thể là lọc dữ liệu, fill dữ liệu, có thể sort các thứ đấy, các bạn đọc thêm. Được chưa? Xem thêm, đồng ý không? Ok. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào insert. Cô sẽ dùng cái gì ạ? Dùng cái put đúng không? Ok, rồi bây giờ các bạn này, chúng ta sẽ qua cái này. Bây giờ như này nhé. Bây giờ chúng ta dữ liệu là chúng ta quản lý theo object, đồng ý không? Sản phẩm thì quản lý theo cái object sản phẩm. Thì một cái dữ liệu sản phẩm các bạn nhìn nè, nhìn nè, một cái object của các bạn nó gồm hình, gồm cái tên, gồm giá, tiêu đề gồm giá và một cái ID nữa, đúng không ạ? Đây, thực ra ở đây cô sẽ cho một cái ID nữa. À, thì khi các bạn nhập mới, các bạn cũng phải nhập cái object. Nhưng ở đây ta sẽ nhập có 3 trường thôi, chúng ta không nhập cái trường ID, nhưng mà lấy ra là phải có ID nhá. Đấy. Vậy khi nhập tôi sẽ có 3 trường, vậy thực chất tôi sẽ có một cái object như này. Let cái này là product item sẽ gán bằng, nó sẽ có 3 cái trường. Một là các bạn muốn nó giống trong database thì các bạn để này. Cái này image tạm thời để nháy. Hai là các bạn để cái name, đúng không? Ba là các bạn để cái
price. Được mình chưa? Đó, ví dụ như vậy. Nó phải có một cái cấu trúc như này này, cái này được gọi là một cái object trong JavaScript. Được mình chưa? À, tuy nhiên khi các bạn làm việc với cái field, với cái giao diện đó, các bạn có hai cách để làm. Một là làm như của cô, là cô làm theo object. Hai là các bạn làm các biến đơn lẻ. Bây giờ cô tạo ba cái state đơn lẻ để các bạn làm như dễ nhá. Cô tạo ba cái state đơn lẻ nào, để các bạn khỏi phải quan tâm đến cái clone, cái copy này này. Cái copy này các bạn khỏi quan tâm, các bạn sợ bị rối ha. Bây giờ cô sẽ tạo ba cái state riêng lẻ nhá. State thứ nhất nào, state thứ nhất là gì ạ? Là image đúng không? Đồng ý không? Tôi sẽ để cái image phải set image đúng không? Bằng user state. Ok chưa? Nó import vào chưa? Nó phải import vào đây, nó chỉ import là các bạn ấy đó. Image rỗng. Các bạn phải khai báo state ở đây nè. Chưa? Ok chưa? Rồi cái biến thứ hai là biến name, copy nha. Thứ ba là price, được chưa? Ba cái state riêng rẻ, đúng không? Name. Cái này là price. Cái này là name, đúng không? Set name. Set price. Tức là cái này là cái hàm để các bạn cập nhật lại cái state, được chưa? À, image thì là set image, name thì là set name, price là set price, ok chưa? Rồi, thì bây giờ dễ thôi, chỗ này các bạn sẽ để là value gì ạ? Value bằng cái này là, nếu là cái này là cái gì ạ? Name đúng không? Ở đây tôi sẽ để là name. Nếu các bạn mà để cho nó thuần từ trên xuống dưới á, thì các bạn để cái này nè, đẩy cái này xuống đi. Các bạn đỡ phải bị ấy. Đúng không? Name đặt trước, image đặt sau đến price, nó tuần tự cái này các bạn không bị nhầm lẫn. Hiểu không? Các bạn đặt tuần tự này image nè. Thì cái này cũng value bằng, cái này là state nha. Cái mà cô đang gõ này là đang, cái này name này là state nè. Image là state nè. Và một cái nữa là gì đấy ạ? Value cái này price, cái này đang là state nè. Thấy chưa? Rồi. Còn khi các bạn cái này trên thì sao? Cái này các bạn return cái gì đấy? Set gì đấy hả? Set name. Đúng không? Đưa cái text vào. Đồng ý chưa? Đấy, tương tự cái này. Các bạn thấy là, đố các bạn biết là tại sao khi thì có dấu móc nhọn mà khi không có dấu móc nhọn các bạn? Set image. Khi tại sao khi cô có dấu móc nhọn sau cái mũi tên này là khi có dấu móc nhọn mà khi không có dấu móc nhọn? Hả? À, nó return, nó có một câu lệnh return không à? Đúng không? Đúng rồi. Ngoài ra nó cũng có những câu lệnh khác thì nó không cần cái dấu mốc nhọn nữa, nó viết trực tiếp luôn. Chính xác. Cái này là set price. Cái này cũng để cái text vào đây. Là xong. Các bạn thấy nó dễ dàng chưa? Đơn giản chưa? Bây giờ ba trường nè. Khi có gõ ở đây thì cái biến state này nó cập nhật. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mới đến cái hàm save. Hàm save. Hàm save thì cô viết gì trong này? Thứ nhất là cái hàm này cô sẽ phải, đúng rồi, phải kết nối Firebase. Đúng không? Kết nối Firebase thì nó là database. Đây. Đây. Ủa? Import state đây là sai nhá, có import bị nhầm nè, xóa nè, cái này nó từ enter á, bị nhầm á, cẩn thận lưu ý mấy chỗ này nhá. Đấy, cô import cái database, cái này các bạn đã cài rồi, được chưa? Cài xong xuôi rồi. Bây giờ các bạn sẽ có nè, tại vì nó tương tác với database cho nên có cái hàm này cô sẽ để ở sin, cái hàm này cô sẽ để ở sin, và đương nhiên cái hàm kết nối cũng phải để await database chấm reference. Reference tới cái gì? À, tới cái product đúng không?
product. Được chưa? Chấm push dữ liệu. Push cái gì? À, push cái gì? Push cái gì đó? Các bạn nhìn nhá. Cô mới lấy cái item này nè. Cô push cái item này nè. Bây giờ cô đẩy nó vào này, nhìn nha. Cái này là cô cắt cắt cái anh này đi ha. Ctrl X nè. Cái này là cô mô tả, các bạn nhìn thôi. Cô để anh này vào đây. Đó. Cái pro item này nè, cô sẽ bằng nè. Image pro name sẽ bằng name. Cái này sẽ là image. Cái này sẽ là price. Đó. Cái này là state cho nên cô gọi trực tiếp như này được. Đồng ý chưa? Nó là state nè. Ok. Bạn nào mà thấy nó dài quá thì viết trên một dòng. Nó khỏi chiếm. Đó. Đồng ý chưa? Viết trên một dòng để khỏi nó dài quá. Đây có 3 trường như vậy đó. Xong cái này put, cái này là put pro item. Là xong. À tuy nhiên trong cái đoạn code các bạn nên để trái két vào cho cô. Trái két để lớn nó lỗi á, nó biết mình biết nó lỗi gì. Ha, à, trai nè. Két nè. Exception nè, các bạn console log nó ra. Cái này là error nè. Phải okay, exception vào đây. Ok. Rồi bây giờ test thử nha. Ok. Có để là 11111 hết đi nha. Lưu cái save. Coi nó báo lỗi không? Ôi lỗi tà la. User state. Oh, cái này có xóa rồi mà. Khoan khoan. Use state. Có import react rồi mà. Ủa sao kỳ vậy? À, ủa. Đúng rồi mà ta. Trả lại nha. Cái này có import bị sai á, mà có sửa rồi mà nó vẫn chưa chịu hả? Rồi insert nè. 11. Lâu. Hay không có lỗi nha. Mình coi Firebase nè, nó đã cập nhật chưa? Ủa cái này nó bảo lỗi mà nó vẫn chạy nha các bạn. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ 22 cái nữa nè. Nó lỗi là nó bảo à. Save. Thêm cái nè. Được chưa? Đã xong rồi đúng không? Rồi bây giờ có dữ liệu rồi. Bây giờ cô đổ dữ liệu ra. Các bạn thử coi nha. Cô đổ dữ liệu ra. Thì các bạn nhìn cách cô sẽ đổ dữ liệu ha. Ba, có 3 dòng. Cái hình này nó không ra đâu. Cái hình này là hình cô để cái link vừa phần. Thì nó không có ra. Thì các bạn bữa sau các bạn lấy các bạn link, get link về á. Thì lấy một cái link cho nó. Rồi. Xong được cái phần insert, lưu một cái, lưu thành công. Nếu mà thành công thì nó sẽ nó ra cái trang list đúng không? Lưu thành công nè. Nếu cái này là ok thì các bạn sẽ nó sẽ nhảy tới trang gì đấy ạ? Cái này là navigation. Chưa? Nó sẽ nhảy tới cái trang là chấm navigate tới cái trang là product list. Còn nếu như không thành công thì nó bảo lỗi. Mình alert, có thể alert ra cái lỗi đúng không? Alert ra cái lỗi và nó nằm yên tại chỗ. Các bạn có thể là alert chấm gì ạ? Chấm message à? Alert end chưa? Rồi chấm message à? Set cái gì? Hả? Chấm alert à? Đã chấm alert lỗi rồi. Nhập lại đi, đúng không? Còn lỗi gì thì các bạn có thể là exception vào đây, đúng không? Đó. Cộng chuỗi cũng được nữa. Như vậy. Nếu lỗi, còn không lỗi thì thôi. Ok, nó sẽ trở về đây. Rồi bây giờ cô sẽ sửa lại cái product list nè ha.
Bây giờ cô sẽ không có làm anh này nữa, cô ẩn cái anh này đi, hoặc thậm chí còn xóa đi được. Bây giờ các bạn viết cái hàm để các bạn lấy cái dữ liệu ra, database ra. Thì cái này là bữa trước cô đã hướng dẫn các bạn lấy rồi, thì bây giờ cô sẽ viết lại. Thì tại vì cái hàm lấy dữ liệu á, nó sẽ, các bạn nếu không xử lý đúng thì nó sẽ refresh liên tục luôn, hiểu không? Đó, nó lấy liên tục, tức là nó do là cái hàm của mình á, là nó là on time. Mỗi lần on cái cập nhật dữ liệu hay thay đổi gì đấy, hoặc là các bạn có bất kỳ gì nào sẽ là nhảy dữ liệu, hiểu không ạ? Cho nên là tôi sẽ để trong user effect mà tôi quản lý nó, để đảm bảo nó chạy một lần thôi. Đó, chạy lần đầu, chạy duy nhất một lần thôi. Thì ở đây cô sẽ dùng cái user effect này các bạn ạ. User effect. 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 Ờ. User effect, user effect, user effect, cái đằng này. Đây, thấy chưa, nó import vào đây nhá. Được chưa? Rồi. Nó sẽ có một cái đối số đầu tiên, đó là một cái hàm. Đối số thứ hai của nó sẽ là một cái tham chiếu, hiểu không ạ? Đây. Cái hàm này nè, nó được thực hiện bao nhiêu lần nó phụ thuộc vào cái đối số thứ hai này nè. Nếu cô để cái này rỗng thì nó thực hiện một lần thôi. Trong cái hàm này các bạn viết các cái code để xử lý, được chưa? Ok. Thì đầu tiên là cô sẽ viết một hàm để cô lấy dữ liệu từ cái file bay xuống, đúng không ạ? Đấy, get data. Chưa? Rồi. Trong cái hàm này nó có một cái câu lệnh return. Thì nếu như các bạn dùng câu lệnh return này á, thì tất cả những thứ mà để trong return này nè, thì nó sẽ như kiểu là các bạn, giống như ở trong Android có activity á, thì nó có cái destroy á, on destroy á, là hủy. Tức là nó sẽ clear tất cả những cái biến nào mà các bạn không cần dùng, hiểu không? Thì các bạn để trong này. Nếu bạn không cần dùng, không có cái gì để clear thì các bạn không cần dùng return. Nhưng các bạn có những cái để các bạn xóa thì các bạn để trong cái return này. Đồng ý không ạ? Đấy, cho nên các bạn sẽ thấy là có những cái nó có return, có những cái không có return là vì thế. Giống như trong on destroy ở trong chỗ activity, các bạn thấy là cái hàm on destroy này các bạn ít khi dùng. Nhưng bởi vì là các bạn không có gì để clear. Nhưng mà nếu các bạn có gì để clear thì các bạn viết cái hàm on destroy đấy, và các bạn viết cái biến clear của mình phía dưới ở trong cái hàm đấy, là nó sẽ hủy luôn cái biến đấy. Đó, nó tránh trường hợp nó cái screen của bạn ấy nó có vòng đời mà nó đang chạy, nó không chạy nữa mà những cái biến trong nó vẫn chạy. Ví dụ như hôm trước cô còn nói các bạn đó, ví dụ cái biến mà các bạn mà set cái time á, thời gian á, set cái time out hoặc là set cái interval, set lặp vô hạn ấy, các bạn không clear nó lặp miết, nó lặp mà trong khi đó cái screen các bạn tắt rồi mà cái biến nó vẫn lặp, nó gây ra lỗi, hiểu không ạ? Đấy, lỗi về bộ nhớ, lỗi về logic chương trình, rất là nhiều thứ, được chưa? Thì bây giờ cái này trong các bạn, những cái gì cần hủy các bạn để trong return, không cần hủy thì thôi, ok chưa? Rồi bây giờ cái get data này thì cô lấy dữ liệu, thì lấy dữ liệu ở trong cái database á, thì các bạn cũng là await database đó chấm reference tới cái product đó. Rồi sau này các bạn mới chấm on, tức là cái on này là các bạn để các bạn lấy dữ liệu xuống, đúng không ạ? Ok, thì trong cái hàm này thì các bạn mới lấy cái dữ liệu này, cái value. Đó, và cái này là snapshot. Được chưa? Rồi, và các bạn có thể viết cái hàm để xử lý cái mình xử lý dữ liệu trong này. Xử lý cái data trong này. Viết cái hàm xử lý data trong này. Được chưa? Ok, cô hiểu chỗ này không? Mình query nó xuống nha.
Rồi. Bây giờ cô lấy một cái biến data, cái state, tạo một cái state data để cô lưu cái dữ liệu này. Được chưa? Thế cô sẽ là state data này. Constant data, set data, cái này thì các bạn học thuộc nhá, đúng không? Đâu rồi? Bằng user state, đây cái này, nó phải import các bạn lên không? Import lên nhá, đây là đúng rồi nè. Đó. Cái này các bạn để nó một cái mạng, cô để là null. Bây giờ cô mới set nè. Đây. Các bạn trước khi các bạn set data thì các bạn xem cái data của mình là cái gì đã. Bây giờ cô load cái data này cho các bạn coi nha. Cô sẽ load nè. Cái này data nè. Hai chấm nè. Phẩy nè. Snapshot nè. Chấm nè, value nè. Để cô lock cái này ra xem là cái gì. Được chưa? Đây. Rồi, cái hàm này là cô phải để ở sin nhá. Các bạn biết rồi đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ gọi cái hàm này nè, get data vào đây. Đấy, bây giờ các bạn chạy cái hàm này nhá. Chạy cái hàm này nè. Chạy thử xem nó ra cái gì. Đây. Nhìn các bạn, nhìn cái data các bạn này, nhìn nhá. Đây. Rõ ràng là cái snapshot.value này nó không trả về mạng. Nếu không trả về mạng thì các bạn gán vào đây là nó không gọi được các bạn nhé. Tại vì anh này mạng mà. Các bạn thấy dữ liệu cô phải để trong array, array là mốc vuông này. Các bạn lưu ý là mốc nhọn là object, còn mốc vuông là mạng ở trong JavaScript nha. Vì trong Java thì mốc nhọn mới là mạng. Đấy, anh này thì hơi ngược xíu. Thì các bạn nhìn cái dữ liệu của nó là không trả về mạng nè, mà nó sẽ trả về ở dạng là object nè. Được chưa? Vậy mình phải xử lý chỗ này. Từ từ nha. Trong object này nó trả về cái gì? Một là cái key, thấy không? Được chưa? Sau đó cái này mới là một cái object khác nè. Trong object này nó chứa image, chứa name, chứa price. Đồng ý không? Ok không? Vậy thì tôi phải có cách để tôi lấy anh này. Đầu tiên tôi phải lấy được cái key. Đồng ý chưa? Sau đó tôi phải lấy được image, tôi phải lấy được name. Tại vì cái key và cái này nó không để không cùng phạm vi nào khác nhau nè. Vậy thì tôi phải xử lý bằng tay một chút ở chỗ này. Nếu các bạn set data giống như cách cũ là không có được. Cho nên này cô phải chỗ này cô phải xử lý bằng tay một xíu. Thứ nhất, tôi phải lập cái anh snapshot. Tôi phải lập cái anh snapshot này. Nó có một đồng chí, hai đồng chí, ba đồng chí đúng không? Tôi phải for x nó, tôi lập nó. Tôi lấy từng cái một, tôi quăng vào mảng của tôi. Đồng ý không? Rồi, bây giờ nè. Trước tiên là tôi sẽ phải lập là for x snapshot này. Được chưa? Rồi. Đầu tiên tôi phải lập cái anh này đã. Ok chưa? Rồi nè. Mỗi lần lập tôi sẽ add vào mạng. Đồng ý không? Tôi sẽ tạo một cái mảng rỗng ở đây. Tôi tạo một cái mảng rỗng ở trong này. Mảng rỗng này để ngoài vòng lập nha. Tại vì mảng của tôi nhiều phân tử mà. Tôi sẽ tạo một cái mảng rỗng array bằng. Được chưa? Đó. Rồi. Mỗi lần nó lập thì sao? Tôi sẽ tạo một cái item. Đây là tempo nha. Let tempo gắn bằng nó. Tôi sẽ tạo một object ở đây. Object này chứa thứ nhất là chứa cái ID. Tại vì tôi cần cái ID này để tôi xử lý sửa và xóa. Nhìn database nhé. Rõ ràng là các bạn là cái ID nó nằm ở trên này đúng không? ID nó nằm ở trên này đúng không? Thì tôi cần cái ID này để tôi sửa xóa. Cho nên trong array của tôi á, tôi phải lưu cái ID này. Khi tôi nhập dữ liệu thì không cần ID, nhưng mà tôi lấy nó ra thì phải cần ID. Cho nên cái danh sách của cô á, nó sẽ khác cái danh sách này một chút xíu là tôi thêm cái ID vào. Cái danh sách này cô để tạm để cô demo thôi. Hiểu không ạ?
cái danh sách tí nữa các bạn xóa. Không, tôi xóa luôn cái danh sách này đi. Xóa đi nó khỏi rối. Đó. Rồi bây giờ tôi cần cái ID. Thì các bạn lấy cái ID của nó, 2 chấm. Tôi add vào. Đó là snapshot chấm. Đây cái item này này, element này nè. Mỗi phân tử của nó tôi chấm key. Chấm key là lấy cái gì? Chấm key là lấy cái anh này này. Được chưa? Ok. Rồi, con cái product rồi xong tôi xóa mất anh kia. Đây, product image, product name. Dấu phẩy nhá. Rồi, product name sẽ hai chấm sẽ gài lấy là element. Chấm value. Chấm mới lấy product name. Phẩy. Đây nè. Thì cái danh sách này nè là cái value của nó. Cái này cái key nè. Cái này cái value của nó nè. Đồng ý không? Thì tôi phải lấy cái element.value xong rồi tới chấm cái pro image pro name. Ok chưa? Đó, rồi tương tự. Cái này là pro image. Cái này là pro price. Price của pro. Price, đúng rồi. Đó. Ok. Khi tôi đẩy được từng phần tử vào trong project này rồi thì cô mới put nó vào array, đúng không? Put cái tem này vào, đúng không mấy bạn? Được chưa? Rồi. Bây giờ ra khỏi vòng lặp, cô thử lock ra array này xem nó đúng không? Đúng là mảng không? Ok chưa? Để nhìn nhá. Không để ID đâu, tôi sẽ để là pro ID cho nó vui. Đồng ý chưa? Tôi sửa lại chữ pro ID chứ nó có chữ pro đâu cho giống nhau nào. Bây giờ tôi có sơ lock anh này ra. Là cái array này. Cái này không phải data array nè, tôi sẽ có sơ lock cái array này ra. Các bạn chạy thử xem đúng không nhỉ? À, lỗi hả? Lỗi chưa? Nó lỗi á, nó lỗi, coi nó lỗi gì. À đúng đúng, chính xác. Chuẩn. Ô rồi, đơ rồi. Get đơ này thì phải làm gì không ạ? tắt cái này chạy là ai, nó bị đơ. Rồi bây giờ nếu vậy thì tôi xử lý luôn trước khi chạy nhá. Về cái data này nè, tôi chưa có đúng không? Các bạn data đúng chưa? Set data, có set luôn này các bạn à. Đưa cái data array vào đúng không? Ok chưa? Đúng không? Rồi chạy luôn. Bây giờ cô chạy lại nhé. Chạy lại Android coi ha. Ok. Đấy các bạn thấy không? Cô demo vậy mà nó hết giờ rồi đó. Là mới chỉ có là thêm với list view ra thôi đó. Rồi còn sửa và xóa nữa, đúng không? Rồi sửa với ID, lấy ID cái này khó hơn. Sửa thì xóa tương tự. Lấy được ID rồi thì các bạn xóa tương tự. Chuyển vào logo. Chuyển ID vào logo. Tóm lại là lấy được ID là được. Có gì đâu. Lốc xin nè, toàn có nó văng lỗi không nha. Ba cái đúng rồi nè, đúng chưa? Bây giờ cô sẽ không có hiển thị cái image mà cô sẽ hiển thị cái name chẳng hạn, đúng không? Cô sẽ để cái text vào cho các bạn coi ha. Có ba dòng đúng rồi. Từ từ nha, trong cái view này nè. Ừ.
À, đâu, từ từ, cái view này nè. Cô sẽ thêm một cái text nữa, các bạn nhìn nhé. Cái text này là cô để là có ở đây có text không? Không có text hả? Cái này để có cái text không? Style text hả? Style. Có cái gì đó? Text nè. Được chưa? Cô thêm cái text nè. Bên này để cô để cái color white nè. Phong size 24 cho nó bự lên nè. Và đây cái text thì cô để cái property name ha. Ok. Đây, cái array list là đúng nè, các bạn thấy là array là có mảng nè. Thấy chưa? Có pro ID nè, đúng không? Pro tức là cái này dữ liệu gốc của nó nè. Còn dữ liệu đã chuyển đổi của mình nè. Nó ra mảng và các bạn xử lý là các bạn dựa vào mảng. Đấy. Ủa chữ 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 color màu trắng mà. Còn à tôi chưa dùng CSS mà. Sorry các bạn, chưa dùng mà. Chưa style mà. Đây là chúa lười gõ. Text nè. Đấy, màu trắng đúng chưa? Ok chưa? Là xong nhá. Lấy ra các bạn chỉ đưa cái hình ra nó phù hợp là được. Bây giờ cô sẽ thêm một cái gì ạ? Cái edit ha. Edit thì giống như tất cả mọi cái ứng dụng khác. Các bạn một là click chuột vào đây để nó nhảy sang trang kia. Hai là các bạn để cho cô một cái button để là edit và delete. Hiểu không? Để cho cô cái button edit và delete. Ok chưa? Thì các bạn để trong cái này, các bạn chỉ có một cái button là edit, một cái button là delete nha. Làm cho đẹp, cái này cô làm nhanh thôi. Ha, cô vẫn để cái opacity vào đây. Chút cái bộ opacity vào đây, các bạn nhìn cho nó dễ nha. Có Ctrl C nè, Ctrl V vào đây nè. Các bạn sẽ có hai cái. Cô sẽ để edit trước. Update ha, insert update. Nhỏ thôi, cô để nhỏ nhỏ thì cái này là button 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 control. Như vậy. Save. Cái này các bạn để là marine cái gì đây? Width bự quá. Width các bạn để là width chia 3 đi. Hay là 48 là bằng thằng kia. Thôi kệ nó đi. Background color là bằng green đi. À cái background green rồi. Nó là cái gì? Background của button đó, zero đi, sóc hoàng, ping, màu hồng nam tính, đâu rồi, button control, quan nó đâu rồi các bạn? Quan có lỗi gì không? Nó không ra ta. Style nè. Chúc opacity. Nóng lên đây à?
Ủa? Nó ẩn mất không? Không, cô để phía dưới image nè. Rồi khoan đã, có thể do anh này nó view item có đặt kích thước hay không? Width hay nè, hay nó vượt hay không đủ nè. Cô bỏ cái image cho cô thì bỏ đi. Không thấy ta. Bỏ ít mịt đỡ nha. Cô bỏ ít mịt đỡ nha. Trời, cái mịt dã man vậy. Cái này nó bự quá. Ghê quá à. Màu hồng nam tính. Bây giờ cô click chuột vào đây, nó sẽ ra cái trang đi theo. Bây giờ như này nè. Khoan nha, nghe nè. Thứ nhất là cô insert, cô cũng ra trang đi theo, đúng không? Mà cô update nó cũng ra trang đi theo. Thì cô phải biết là khi nào cô đang insert và khi nào cô đang update, đồng ý không? Vậy thì cô sẽ truyền vào một cái hàm là trạng một cái biến trạng thái. Không, các bạn làm trang nữa cũng được, nhưng mà ở đây cô đang muốn dùng các bạn dùng một trang để các bạn điều khiển, hiểu không? Muốn dùng một trang hay muốn dùng hai trang? Nếu muốn dùng một trang thì các bạn phải phân biệt được khi nào nó insert, khi nào nó delete. Bây giờ cây nhấn F save là cây này là vào trang đi theo, thì ở đây là cô sẽ truyền vào một cái biến trạng thái. Từ từ khoan, cô sẽ biến vào một cái biến trạng thái để chỉ trang thành này là insert, đúng không? Thì ở đây cô sẽ để cái biến status. Khoan, phiền nha, không phải, từ từ. Ok, có bạn có hai cách để truyền biến, đúng không? Một cái biến là đây nè, các bạn để cô chỉ chỗ này, các bạn nhìn nhá. Thế là các bạn navigate mà các bạn sang một trang khác. Ngoài việc nhảy sang trang khác, các bạn có thể truyền thêm cái giá trị vào sau này nữa. Giá trị sau này là cái gì nữa? Để bên kia họ sẽ nhận được. Hiểu hiểu không? Đây, có lấy ví dụ navigation nha, từ từ cho các bạn coi nè. Navigation React Native Navi. Ôi trật tự mấy đứa ơi. Trật tự. Đây nè. Passing parameter nè. To root. Thấy chưa? Passing parameter to root. Thì ở đây các bạn có thể truyền dữ liệu qua cái root. Root name nè. Và parameter để đóng dấu móc nhỏ nè. Thấy chưa? Mình để parameter nào, mình chuyển parameter đấy. Ví dụ cái này của cô là cô pass cái detail, và trong này cô truyền vào hai biến. Một biến là item ID và một biến này. À, khi nãy bạn Huỳnh nói là bạn Huỳnh truyền cái ID đúng không? Thực ra cô không cần truyền ID, cô truyền luôn cả object cũng được nữa. Cô không truyền ID, cả object thì nó cả có ID rồi. Hiểu không? Tôi truyền luôn object, tôi truyền ID làm gì, tôi phải query lại lần nữa. Đúng không? Ông thì cái gì cũng hợp lý. Rồi bây giờ nè, nghe. Nghe nè. Bây giờ cô sẽ cần, thứ nhất là cô truyền cái status, trạng thái, được chưa? Thứ hai là cô thể truyền cái ID. Thì bây giờ cô viết hai cái hàm. Đâu? Đây. Cái này là cô để status nè. Đúng không?
Cái này cô sẽ để là status 2 chấm status, đúng không? Hoặc là biến stop đi. Được chưa? Rồi, đó là hàm save. Bây giờ cái hàm này của cô không phải là hàm save mà vào hàm update, đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây cô sẽ viết một cái hàm update. Cái này nó là vừa status à, vừa là cái value đúng không? Giá trị đúng không? Cái value. Thì đây các bạn để là status là phẩy nè. Tâm sự gì vậy? Có muốn tâm sự nữa không? Muốn tâm sự thì cho tâm sự. Đang giảng mà ngồi đã không hiểu, rồi giảng không nghe gì hết trơn. Rồi cái status này là cô, ngoài cái việc cô truyền status thì cô truyền thêm cái value vào đây. Tại phẩy thì các bạn để là pro item nè, 2 chấm value nè, pro value nè, đó 2 chấm value. Bây giờ nghĩa là cô sẽ truyền hai, nếu như cô mà cô là update thì cô sẽ, nếu là update thì cô sẽ truyền hai biến này, nếu là save cô truyền một biến này. Thì bên kia cô sẽ nhận, bên cái trang đi theo này cô sẽ nhận được biến status là đương nhiên, được không? Nếu status này nó ok, nó là 1, ví dụ là 0 thì tôi sẽ để là ở đây, nếu tôi truyền là 0, save của tôi đâu, button đâu, ở đây. Ủa? Có nhầm à? View đúng rồi. Ủa không, nhầm, cái này vẫn là save. Con update là trên này, update là trên này, view trên này, click vào cái view này nè. View là cái gì? View là cái này nè các bạn, view là cái này nè. Còn cái button kia insert là cô để save nè, button insert là cô sẽ để save nè. Còn trên cái view á thì cô để update nè, click vào chữ update nè, thấy chưa? Thì ở đây cô không để save mà cô để là gì? Update. Trời ơi, có gì đâu, mấy đứa phải theo dõi, ngồi mà cứ gãi đầu bứt tai này, chết luôn ấy. Đây đúng không? Cái này nè, update thì tôi phải để app update, insert thì tôi phải để app insert được app save đây đúng không? Vậy cái này tôi sẽ truyền vào tham số là số mấy ạ? Số 0. Nếu là số 0 thì tôi sẽ là insert. Còn ở đây update thì cô sẽ truyền cái gì các bạn nhìn nào? Cô sẽ truyền hai đổi số. Đổi số thứ nhất là số 1 là để cô nói là cái này là update. Đổi số thứ hai của cô là cái value nè. Cái value này có phải là chính là cái item không? Chính là cái prop không? Đúng không? Cô để cái này là prop. Đúng chưa? Ok chưa? Không? Rồi khi cô click chuột vào anh này thì ta sẽ sang cái trang này nè. Các bạn console log ở trong trang này nó xem status là bao nhiêu, đúng không? Bây giờ tôi sẽ log bên này nè, sang bên này nè, trang này tôi sẽ log ra nè. Console log cái status là bao nhiêu. Vậy bây giờ tôi get ở bên trang này tôi lấy ra thì tôi lấy sao? Có cách lấy nha. Đây là trang người ta truyền tham số. Bây giờ trang người ta nhận tham số, nó vào cái detail screen thì nó nhận tham số kiểu gì? Đây nè, root parameter. Thấy chưa? Thấy không? Có bao nhiêu parameter? Cô có 2 parameter thì tôi khai báo 2 cái parameter. 2 cái này nó lấy từ cái root.parameter là xong. Ok chưa? Và cái này đương nhiên là có cái root, đúng không? Rồi, bây giờ trang kia nè, nhanh nhìn nè. Trang detail của tôi sẽ có một cái biến nữa. Đây, cái biến này là biến gì? Root đúng không? Root phải. Đồng ý chưa? Rồi, parameter cô lấy kiểu gì? Nhìn nhá, constant.
móc nhọn. Đối số thứ nhất của tôi là status. Ở đâu ra? Ở đâu ra? Ở đây nè. Đối số tôi lấy đâu ra? Status nè, thấy không? Được chưa? Đối số thứ hai là gì? Pro value. Trời ơi, phẩy pro value sẽ gán bằng root chấm param. Được chưa? Bây giờ các bạn console log hai anh này nó ra cái gì? Console log thứ nhất là status 2 chấm phẩy status được một tham số. Tham số thứ hai là pro value. Rồi bây giờ các bạn chạy thử nha. Save. Ô quên, nún rồi đó, tôi sẽ nún rồi đó. Nún ra đây là nún rồi đó, thấy không? Đấy, rỗng kề nó đi. Rồi bây giờ tôi chạy lại nha, cô chạy lại nè. Rồi lốc xin nè. Ồ, khoan, các bạn thấy lá gì không? Nó nhảy vô cái này luôn. Không phải, cái này là do ấy. Cái này là do nó bị trùng biến. Bị trùng biến. Pro value nè. Thấy không? Nó bị trùng biến. Status nè. Một nè. Nó từ chạy cái hàm gì? Nó từ chạy cái hàm update. Rồi, nó từ chạy cái hàm f update ở trong này. Nó bị trùng. Nó từ chạy cái hàm f update, f update của cô đâu? Đây. Nó từ chạy cái hàm này. À, bực chưa? Nó từ chạy f update này các bạn. Mà f update để ở trong cái view item, khoan từ từ nha, nó bị trùng cái gì nè, nó từ gọi nè. Prop view cái hàm này f update. Khoan, một property. Tách tách, ok, nó từ chạy luôn. Từ effect. Nó từ chạy luôn. Cái view item này property. Hàm này stored value. Nó tự chạy cái hàm đấy luôn. Ghê chưa? Khoan từ từ. Tức là các bạn lấy được cái value rồi đó. Các bạn lấy được status 1 và cái này rồi. Hiểu không? Lấy được rồi nhưng mà nó chưa. Nó ngầm định là cái nào? Cái cuối cùng, cái đầu tiên. Cô xóa cái này đi nha các bạn. Xóa đi nè. Là các bạn sẽ thấy nè, cái rồng rỗng này nè. Cô xóa đi là các bạn sẽ thấy nó lấy một cái, nó load ra đầu tiên á. Rồi chạy lại nha. À, thằng này thằng từ chạy. Khoan. Biến nào mà nó gây ra đó. Nó lấy cái thằng đầu tiên nè, thấy không? Một ai cái thằng mà load ra đầu tiên là nó chạy thằng đấy, nó văng ra cái này luôn. Cái hàm update nó từ chạy đầu tiên luôn. Từ từ. Từ coi có cái biến nào nó. Cái thằng flat list nè. Nó render cái là nó chạy thằng này luôn mà mặc dù mình chưa có on thread. Thì mà số mình chuyển trực tiếp cho bên kia luôn. Tại vì nếu như mà sẽ gì lại
Em để con bông nhọn đúng không? Em để bông nhọn. On bread hả? Nhưng mà cái này bắt buộc phải chiên chứ. Khoan từ từ. Bình tĩnh. Coi. Rồi ok đó, update. Khoan lỗi. 222 R lại nha. Tròn mốc nhọn. Rồi, văng. Ghét không? Nó văng ạp, từ từ. Lốc xin. Undefined. Kiểu gì cũng bị Institute. Cái value. Nếu mà không truyền vào đây thì làm sao mà các bạn truyền vào được, dữ liệu được. Khoan từ từ. Rồi rồi, từ từ. Thử nha. Có một cách vậy, thử xem nó có chạy được không. Vẫn bị. Không. Nó không chạy MC. F update. F update prop, từ từ nha. Cô rồi, có một cách thứ hai như này nè. Cách thứ hai như này nè. Cô sẽ không truyền vào đây. Được chưa? Nhưng mà để cô coi để xử lý chỗ này như nào nha, cô sẽ không truyền vào đây đúng không? Từ từ. Chưa về mà mấy đứa làm gì vội dữ vậy? Cô sẽ truyền vào stay đúng không? Đây. Pro item đúng không? Set pro item. Anh này là object rỗng. Anh này là status. Stud. Set stud. Cái này là null. Set bằng này cũng được. Set stud đúng không? Thì ở đây khi mà cô click chuột vào anh này on press, cô gọi hàm update, thì ở đây cô sẽ gọi như này nè các bạn. Khoan. Khi on press vào anh này. Cái này là stud. Cái này sẽ là pro item. Cái hàm này nó sẽ xử lý cái on press, nó sẽ xử lý hai cái, nó sẽ là xử lý như này, nó là một cái function. Trong function này nó sẽ gọi tới cái update.
Nó sẽ gọi tới là set. Set. Set gì ạ? Set stud. Đúng không? Cái này bằng 1. Đúng chưa? Sau các bạn mới set gì ạ? Set pro item. Thì cái này là bằng gì ạ? Bằng property đúng không? Và các bạn return cái anh này đúng không? Đúng chưa? Thử nha. Để coi nó có chạy cái save không. Nếu chưa mà. À đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác, chính xác. Từ từ, chạy lại. Vậy thì nó sẽ chạy cái hàm save. Ủa, nó không ra ghi ra đây hả? Đúng rồi, nó sẽ ra cái anh này đúng không? Vậy thì mình là phải xử lý cả thằng này. Nó mình phải xử lý cả thằng này đúng không? À, bực nhỉ. Vậy thì mình sẽ phải là như này. Thằng này viết y chóc như vậy. Hơi bực. Các bạn hiểu hiểu cách xử lý của cô không? Cô sẽ không return trực tiếp nữa, mà cô sẽ xử lý một chút xíu chỗ này. Mình sẽ không có cái này, mà mình chuyển cái này là bằng bằng không. Đúng chưa? Ok chưa? Và cái này là ép gì ạ? Ép save. Đúng chưa? Chạy lại nhá. Ok. Login. Hết. Bây giờ mình insert. Ê không ra. Khoan. Ủa? Khoan từ 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 từ. Đấy. Khoan, chỗ này chỗ return. Bỏ cái chỗ return đi. Rồi cái hàm fsave, đúng chưa? Insert. Ấy đùa. Từ từ. Rồi. Ok. Là xong. Anh này là thêm cái gì nữa? Gọi luôn cái hàm này chứ, return gì nữa. Rồi, ok. Đó, bây giờ chạy lại á. Được chưa? Bây giờ cô bấm dữ liệu mà nó fill dữ liệu vào đây là được đúng không? Bởi vì nó lấy được dữ liệu mà. Ồ sao lại pro value rỗng vậy? Cô đã set rồi mà, item rồi mà sao rỗng? Property. Property set rồi mà, set pro item. Khoan. Pro item. Set pro item, chạy lại nha. RR chạy lại nè, xem nó trả về đúng chứ nha. Đấy, về xử lý về thôi, mình xử lý mình chuyên cả item vào. Cái này là có số 1111 nè. Xem nó trả về rồi, nó trả về rỗng. Nó phải trả về rỗng có nghĩa là cái state này nè. Hả? Nó chưa set. Pro item. Pro item. Từ từ nha, cô sẽ console log cái chỗ này ra cái prop coi coi. Prop. Có đúng prop này không? Copy đúng rồi nè. Phải. Mới có 7:36. Ôi trời, hết trễ giờ rồi mấy đứa ơi. Ờ. Ô, mô Phật quên điểm danh rồi. Đây, prop nó trả về đúng nè. Prop thì trả về đúng. Nhưng mà cái pro value này nó chưa set được nè.
update. Khoan. Pro item. Pro value. Quên điểm danh rồi mấy đứa ơi. Chết thật. Đâu có, cô phải cập nhật chứ. Rồi, chưa điểm danh rồi. Rồi, rỗng rồi. Rồi, cô điểm danh giờ này để cô cập nhật lại nè. Từ từ nha.